phát triển bản thân. Hôm nay tôi xin nhờ các bạn, những người xem video này, những người xem bài viết này, xin giúp giùm là tìm ông Lê Văn Ẩn. Ông Lê Văn Ẩn thì sinh năm 1937, tuổi Đinh Sửu, ở Sài Gòn giai đoạn 191 1961 62 các bạn. Thì ngày xưa cái chỗ cái địa danh nó gọi là Bến Đò Cái Keo, chợ Hòa Bình, Sài Gòn những năm 1960-62. Mà nếu mà ông Ẩn ông còn sống tới giờ đó các bạn thì ông khoảng 88 tuổi. Thì đặc điểm ông Lê Văn Ẩn ở là Bến Đò Cái Keo, chợ Hòa Bình. Không biết có phải là cái bến Hàm Tử, quận 5 không? Ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì nơi đây lúc đó giai đoạn mà 1961 đó, là tàu ghe xuồng ghe của người miền Tây Nam Bộ đó, Dương Lục Thỉnh đó, đến bán hàng nông sản của miền Tây và mua hàng hóa của Sài Gòn bán lại các tỉnh miền Tây. Thì liên quan đến ông Ẩn là nhà lá, dách lá, sàn gián cặp mé sông. Cha ông chết, mẹ và người mẹ ông là bà Ba. Thì chị gái thứ hai của ông Ẩn có hai người con gái đầu lòng, cái đó là người con trai. Chồng của chị thứ hai của ông Ẩn làm nghề xe đẩy. Còn ông Lê Văn Ẩn thứ ba, tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1937, đã thôi vợ, có một con gái lớn và một con trai nhỏ. Ông Ẩn cũng làm nghề xe đẩy, tướng lùn, da ngăm, mặt chẹt. Và ông Ẩn em ông Ẩn thứ tư là Lê Văn Định, sinh năm 1939, tuổi Kỷ Mão, chưa có vợ, có nốt ruồi trên mặt. Thì qua những thông tin này đó, nếu quý vị có ai mà biết đó giúp tìm, xin liên hệ Lê Văn Tư, Cần Thơ, số điện thoại là 0989 577088, địa chỉ là 23B trên 1, khu vực 3, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nếu ai có thông tin thì được thì tôi xin hậu tạ. Tôi còn có biệt danh khác là Lê Văn Tư, lão già ngã bảy Sài Gòn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi và biết thông tin. Nhờ quý vị chỉ dùm, chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ là chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn. Các bạn hãy lưu ý các bạn. Thì đây là video mà tôi đang tìm người thân cho trong 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 thân tộc các bạn. Vì tôi có mạng xã hội thì thân tộc cũng nhờ tìm giúp dùm. Thì rất mong các bạn cùng chia sẻ, các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các bạn.